Mày lanh lắm mày. Ui. Bạn ơi, bạn để cái khu vực 10 cấm địa mua sang bet 50 để cho mình lo. Để ôm tí nha, đây. Để ôm tí nha. Ủa, đi lên phụ cái ngắt kéo ra em. Trời ơi, ngắt luôn bạn ơi. Ui ui mé dặm mà nổ nổ tại à. Để ăn gì hơn đi trời. Ăn gì hơn đi trời. Ê... Nổ tại nổ cái bóc kìa. Nó mất máu nó nổ cái bóc kìa. Đó sao né. Chứ hai nó còn né được. Lần lạng nữa chứ ghi cái nổ tại nó thì sao né. Hay. Lên nè anh em. Ồ con bao đấy nó riêng kìa. Chết nó là chết rồi. Mẹ đâu vậy? Đâu cắt. Anh đâu cắt mấy cà phê đó chị em. Anh lấy nguyên clip đăng lên luôn. Anh đâu cắt mấy cái đó làm gì đâu. Mặt anh đây mình đi cắt video. Ui. Con mẹ mày xin shop ơi, shop. Thằng shop nó quýnh thường không chết tôi nữa kìa. Quạo thế nhờ. Trận lên cao nhấp nhô, trận tàn ở trên đầu. Ta đêm nay hát ca với bộ người giữa lầu. Có anh em và ẩn bè uống cho Sài Gòn. Để người top bất chỉ câu đây nha. Làm gì nói vậy? Ui nó mạnh kìa. Ôi bạn kinh trời. Bao nhiêu chẳng thấy nhau, sao lại phải ủ sau gần ơi. Mày chờ tao. Nó kéo nó tì rồi, nó tì rồi anh em. Hết rồi em. Anh đang đau nhất cơ thể cho anh hết buồn rồi. Anh đang ơi ẩm. Trời luôn nè đây ơi. Anh em mình làm một vài quyết tử cho tôi quyết sinh nè đây ơi. Không chấp mày. Ba nó đi qua đây nè, nó đi hướng này nè, đây.
nè nặng 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 tăng 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 hai cái ơi, một cắt đúng rồi. Bro Leo chém cái ơi. Cá lên đàm, cá lên đàm ép tè lẹ lên lát nó về lay con ba lấy nó bắn cá chết à. Cá lên đàm nó mỏng lắm. Ấy da, lộn cái giải luôn rồi. Mấy cái giải xe thế, giải gần thế. Mới nói thằng top bất chỉ trâu lại cũng đi solo kill với thằng Ochiyuke chơi gì ta. Anh em chuẩn bị nhìn một frame rồi đánh chết luôn à. Trời ơi mẹ. Mẹ mày nhìn tên tao. Cơ hát map. Map à. Mày điên à. Đá đại đấy. Tính hết rồi. Là lên cao thủ rồi. Nó khóa gửi gì vậy em? Điên, điên. Nó khóa em gửi cái gì vậy? Ui da, lỗ sai rồi. Đúng cái đầu ghê rồi. Cái gì à? 345. Mẹ số tiếng anh em. Số tiếng. Ui nó mạnh, mạnh mà lúa. Mấy bạn gần quýnh gắt quá. Hay. Trời ơi mấy con cá nó quơ được mấy cái thôi là xong game rồi. Ai ghi làm gì tay ơi. Ai ghi trẻ hết tác dụng đâu. Có kìa. Trời ơi là trời. Trời ơi. Trời ơi. Rapper. Hello ngạo tiếu nè. Thằng top mình giống kiểu như nó trẻ muốn đánh chung sao ta lấy kích nó ra nha. Thằng mít nó hung gió tóc bế ti vô thôi mà không dính con outlet chết cái đâu. Người ta quýnh của Angie thì xanh lắm. Angie này giống như là Angie sắp bạc. Mẹ ngoài đây nó bắn đầu lắm nha anh em. Coi hỏi thăm nó nhiều nhiều vô một tí chứ lát nó lộn cái thằng nửa cây đó. Cái đùa. Giỡn với ai đừng giỡn với nó nha. Đề nghị top đi chung giùm nha, đánh đồng đội đi. Nè, nó bắn đầu quá. Kìa, Violet kìa anh em. Thẻ nó ra rồi. Game này to rồi.
Mẹ, nãy tôi đang nghĩ một tương lai mà có được lên cao thủ. Được không? Nhảy cánh tay chết nè. À. Chú hề. Sao mấy lần bạn top đi chung lẻ để đi lẻ cùng mấy lần mà top đi lẻ lại để đi chung ta? Hai này nó không có đội cho chung hay sao á? Quay. 10 giây nữa, có lại đây ơi. Ui, ở đây ơi. Đó, phát ở đó. À, con lợn này. Mẹ, không có nào quýnh như que đây nữa nè, trời ơi. Cái ulti của ai gây ulti xong mà lướt hai lần đó. Không cần phải ulti trúng đâu nội, cái lướt ulti xong lướt vô chém nó là nó chết rồi. Lên bao nhiêu đó đồ mà. Ulti xong lướt được hai cái mà. Quăng chim bổng lướt được cái nữa mà, lướt quét cho lướt luôn mà nghĩ sao? Tù đù 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 kiểu gì ạ? Ai ghi nhà người ta thì xanh mạnh, ai ghi nhà này đánh gì lướt cái coi chơi. Ai ghi nhà người ta hát hát quýnh xe quýnh tê lia, ai ghi gì to lúc nào cũng hết máu nha, ai ghi lên cái cục thủng á, thấy mấy anh kia lên vậy á. Nè 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 nhiều cây bảo mạng nè. À, hết rồi đó. Bây giờ UK nó chết rồi, team mình ai bắt được AD mình nữa. Chỉ có một mình thằng thằng gần thôi. Mẹ mày điên à. Chó dại này. Rồi win rồi đó anh em. Ép chỗ nó luôn cho nó còn ai ở đâu mà nó bắt. Ồ bạn ơi bé yếu. Mày lạnh lắm mày, mày chọc cái ông tây liền à. Dù ca quýnh cắt 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 thiệt sự. Xích nữa là ăn ăn ba bố kéo rồi. Dù ca cay, dù ca cay. Dù ca nói mé gấp này sao nó phản xạ dữ dằn như trời ơi. Rõ ràng mày ông đi tóc biến rồi mà nó vẫn né được cái ông tây của mình á. À. Khẩn. Mặc dù chiêu thức tao nó đã bị khẩn một chút xíu nhưng mà nói về cái trình độ mà né chiêu thì hên xui lắm. Đánh luôn ai ghi, quýnh chạy ai ghi, quýnh luôn. Agi, bây giờ Agi làm sao cũng chết của Outlet nó là thắng Agi. Được. Ui. Quên đi AG. Nó làm hết rồi đó, mở đường luôn rồi đó AG. Mở đường luôn rồi nó lên đập cái nhà nó thắng AG. Que to với lại Yuka phán câu. Trời ơi là trời, cái gì vậy? Thua rồi, đúng rồi. Ông nhưng mít chạy ngang ở chỗ tôi đứng luôn mà thôi, tôi đẩy vô một cái hai ông đai mẹ rồi. Đánh màn mít nó không kịp. Đó tôi đang nói là cái chuyện khẩn chiêu á. Là con gách khi nó khẩn chiêu nó dùng chiêu là con Aether nó sẽ có phần trăm nó chón mình lại bằng cái anti của nó. Hồi bữa nó cứ khẩn chiêu lại hoài.